Sáng nay ngày 20 tháng 5, Báo Nhân dân tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã đọc quyết định số 86 QDNSTU của Bộ Chính trị điều động phân công đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Tổng biên tập Báo Nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Báo Nhân dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trong chặng đường 70 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước, Báo Nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Thuận Hiếu đối với Báo Nhân dân thời gian qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ tin tưởng. Đồng chí Lê Quốc Minh sau khi nhận nhiệm vụ sẽ cùng với Ban lãnh đạo Báo Nhân dân phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của tờ báo Đảng đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân đã bày tỏ cảm ơn sự tin cậy của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khi được giao nhiệm vụ mới đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đồng chí trong ban biên tập ban lãnh đạo cũng như cán bộ phóng viên biên tập viên nhân viên báo nhân dân để phát huy truyền thống vẻ vang khẳng định vị thế vai trò của báo đáp ứng được sự tin tưởng tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân